Ngay giữa thời điểm, Hybe đang đứng trước bão tố vì cuộc nội chiến với Min Hee-jin, việc aespa ra nhạc hoành tráng cũng khiến K-pop trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhiều người dự đoán aespa sẽ nhanh lấy lại vị thế top 1 Gen 4 trong thời gian tới. Vừa qua, aespa chính thức tung MV Supernova, đánh dấu màn tái xuất làng nhạc sau nửa năm kể từ drama. Supernova là một trong hai bài hát chủ đề thuộc full album đầu tay Armageddon của bốn gà chiến nhà SM. Ngay sau khi lên sóng, Supernova lập tức trở thành chủ đề được nhiều fan K-pop quan tâm. aespa quay trở lại với concert nguyên thủy, mở ra một thế giới quan mới trong vũ trụ song song mà nhóm mở ra từ lúc debut. Đồng thời, bản phối bắt tai và giữ đúng signature, không theo đuổi nhạc thị trường, nên sau khi lên sóng, sản phẩm lập tức gây chú ý lớn trên mạng xã hội. Sau loạt sân khấu quảng bá, aespa đã làm nên thành tích choáng ngợp. Mới đây, aespa chính thức mang về Perfect All Kill cho Supernova, đặt ra kỳ vọng cực lớn cho MV chủ đề tiếp theo và full album sẽ ra mắt ngày 27 tháng 5. Thành tích nội địa bá đạo, aespa còn tạo nên cơn sốt vũ đạo và tạo trend mới với giai điệu Susu Susu Supernova. Bốn cô gái SM hiện đang chiếm lĩnh toàn châu Á. Những chỉ số quốc tế cũng cực kỳ khả quan cho định hướng toàn cầu sắp tới. aespa thành công nâng độ nhận diện, thu hút thêm nhiều fan với đợt comeback chuẩn chỉnh này. Bên cạnh địa hạt nhạc số, aespa chuẩn bị đón nhận bão doanh thu nhờ SM có bước đi đúng đắn khi đầu tư tất tay cho aespa phát huy concept thế giới ảo. Điểm sáng tạo được nâng tầm với phiên bản CDP Verse cho album Armageddon. Không chỉ ra mắt album, photobook và CD thông thường, CDP Verse tích hợp cả máy phát đĩa, phần nhìn bắt mắt và cột mắt aespa với thiết kế futuristic, thời thượng, hiện đại. Sự đổi mới này ngay lập tức khiến không chỉ fan mà nhiều người theo dõi âm nhạc hiếu kỳ cũng đổ xô đi đặt album để sở hữu phiên bản đặc biệt. Tăng trưởng chóng mặt cả thành tích nhạc số, doanh thu album đầy hứa hẹn và tên tuổi ngày càng nâng tầm. Nhiều người dự đoán aespa sẽ nhanh lấy lại vị thế top 1 Gen 4 trong thời gian tới, từng là cái tên tiềm năng cho vị trí ngôi vương với mega hit Next Level. Nhưng kể từ khi New Jeans debut và phá đảo loạt kỷ lục từ trong nước đến quốc tế, aespa có phần tuột về phía sau. New Jeans đã là cơn gió mới lạ và độc đáo. Năm cô gái trẻ tài năng và xinh đẹp dưới bàn tay nhào nặn của Min Hee-jin chính thức đi đầu xu hướng. New Jeans được ra mắt bằng cách thức không đụng hàng, đánh úp bằng loạt MV mang đến ấn tượng đầu tiên về âm nhạc và hình ảnh, và New Jeans đã thắng lớn ngay từ sản phẩm âm nhạc đầu tay. Các ca khúc sau này của nhóm cũng có thành công vang dội. Tuy nhiên, cuộc đua girl group K-pop Gen 4 có sự biến chuyển cực mạnh khi tập đoàn Hybe xảy ra màn đấu tố nội bộ với mẹ đẻ New Jeans Min Hee-jin. Hôm 24 tháng 5 vừa qua, New Jeans trở lại với single đôi How Sweet. Dù vẫn giữ được phong độ nhạc số nội địa ổn định, nhưng có thể thấy sức hút và độ lan tỏa của New Jeans đã chững lại so với những lần comeback bùng nổ trước. Tại Mỹ, thị trường được kỳ vọng nhất, ca khúc mới của New Jeans cũng biến mất khỏi các bảng xếp hạng, khác xa với những sản phẩm trước. Ở thời điểm hiện tại, tranh chấp giữa quyền quản lý giữa hai công ty vẫn đang tiếp tục diễn ra gay gắt, thu hút sự chú ý của công chúng và giới truyền thông. Theo tổ chức báo chí Hàn Quốc, cuộc tranh cãi đã được xuất hiện trong hơn 1.270 bài báo chỉ trong vài ngày cuối tháng 4. Tuy nhiên, công chúng có vẻ như đã quá mệt mỏi khi xung đột kéo dài mà không được giải quyết. Thay vào đó, điều khiến công chúng lo lắng là New Jeans sẽ ra sao nếu Min Hee-jin bị sa thải.